Dòng sản phẩm với các thành phần quý giá, chiết xuất từ các loại thảo mộc quý hiếm với tác dụng trẻ hóa làn da. Những nghiên cứu sáng tạo không ngừng trong lĩnh vực mỹ phẩm công nghệ cao. Không phải phụ nữ nào cũng có thể dành cho mình mức độ chăm sóc sự tươi trẻ của làn da như thế này. Hay là phụ nữ nào cũng có thể. Chúng ta hãy cùng chào đón dòng sản phẩm mới Esperanta Platinum, mỹ phẩm bổ sung các hoạt chất sinh học của tập đoàn sức khỏe Siberia. Sản phẩm sáng tạo Esperanta Platinum là sự kết hợp giữa 20 năm kinh nghiệm của các nhà sinh học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của chúng tôi và sức mạnh vô hạn của thiên nhiên Siberia. Trái tim của dòng sản phẩm Esperanta Platinum, loài nấm reishi huyền thoại hoặc với tên gọi khác Ranoderma hay nấm linh chi núi An Tài. Loài nấm này trong rất nhiều nền văn hóa được tôn vinh là nấm trường sinh. Đã hơn 2.000 năm, reishi nổi tiếng vì tính năng tái tạo và chống oxy hóa tuyệt vời của mình. Bí mật sức mạnh độc đáo tạo nên sự biến đổi của dòng sản phẩm Esperanta Platinum. Đó là sự kết hợp hiệu quả giữa các thành phần thảo mộc và các thành phần công nghệ tiên tiến mới. Công thức chủ đạo của sản phẩm: tổ hợp phân tử truyền dẫn X50 và keo platin. Keo platin giúp tăng cường khả năng tổng hợp collagen và nâng cao tính đàn hồi của da với hiệu ứng tác dụng nhanh và lâu dài. Các viên vi nang X50, phương tiện vận chuyển với độ chính xác cao và chất sinh học đến các tế bào biểu bì. Bên trong mỗi viên vi nang là các hoạt chất sinh học hữu ích, còn bên ngoài là các protein tín hiệu giúp nhận biết chính xác các chất đồng dạng và các chất ngoại lai, ngăn ngừa các chất này thâm nhập vào bên trong. Sản phẩm sáng tạo dòng Esperanta Platinum đáp ứng nhu cầu của tất cả các loại da, cung cấp khả năng chăm sóc toàn diện và phòng ngừa lão hóa da ở bất kỳ lứa tuổi nào. Thú vui chăm sóc sắc đẹp hiệu quả mỗi ngày sẽ trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của bạn. Bởi vì dòng sản phẩm Esperanta Platinum cho phép bạn sáng tạo ly cốc tài mỹ phẩm cho riêng mình và cung cấp giải pháp có định hướng trong việc chăm sóc sức khỏe và sự trẻ trung cho làn da. Công thức sáng tạo của dòng sản phẩm Esperanta Platinum đã cho thấy những kết quả thực sự ngạc nhiên trong thời gian kiểm nghiệm lâm sàng. Ví dụ, khả năng tổng hợp axit hyaluronic trong da được nâng cao 230%, độ sáng của da được nâng lên 152% và khả năng tổng hợp collagen tăng lên 83%. Làn da sẽ trở nên căng, nếp nhăn sẽ mờ và ít hơn. Sắc da tổng thể trở nên cân bằng. Bạn sẽ lại tỏa sáng với vẻ đẹp rạng người. Esperanta Platinum, mỹ phẩm an toàn, hiệu quả và sang trọng, dành cho những ai sẵn sàng dành sự quan tâm xứng đáng cho làn da của mình. Esperanta Platinum, cấp độ mới, dành cho chăm sóc làn da của bạn, không chứa paraben, sunfat, phthalat. Sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Siberia, thực sự thiên nhiên, thực sự sáng tạo, dành cho cộng đồng.